Để thử cái bím là nó có giòn không nha. Ăn của bím đâu nha. Hôm nay mình sẽ review món dậu trường chấm mắm mực nha anh em ơi. Đó, đây là dậu trường một ký nè. Đây mắm mực nè. Đó, cái mắm mỉ mắm mực đây là anh em mình muối được mười mấy ngày nè. Con nhỏ này anh em mình để nguyên. Còn con lớn thì anh em cắt ra. Còn anh em mình ăn mặn thì anh em mình để nguyên con, còn anh em mình khuyên nên anh em nên cắt ra nha. Dễ ăn nha. Mời anh em nha. Cái dược trường ăn chấm mắm mực thấy nó có hợp không đó? Rất là ngon, rất là hợp. Anh em không tin anh em cứ dùng thử để biết, chấm thử đi. Cái dược trường nó giòn, kết hợp với lại chút mắm mực, cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, thơm mùi sả. Con này là nó ngéo rồi nha anh em, ngéo rồi. Mà khuyên anh em là con này là cắt làm ba ra là cho nó vừa ăn nè, cho nó vừa khẩu vị của anh em. Anh em mình con mực mà mình muối nhạt á là nó sẽ mềm mềm nha các bạn. Nó mềm. Còn mực mà muối mặn là nó sẽ sang cứng lên. Như anh em mấy con cá mà cá muối mặn như vậy, anh em bỏ nhiều muối thì nó sẽ sang, con cá nó cứng. Mời anh em một miếng đó nha. Mình review cái bím nè. Để thử cái bím là nó có giòn không nha. Đó, thêm miếng mắm mực lên. Fan của bím đâu nha. Hết fan phao cầu tới fan. Thằng bím à. Giòn không? Giòn. Ánh heo ăn rất là giòn nha anh em. Anh em muốn đặt cái mắm giống như thế này thì làm kiểu sao? Đây anh em. Anh em cứ nhấp vào góc trái màn hình nha, để anh em sở hữu một cái hũ mắm mực để mình dùng thử cho biết nha. Có nhận sẵn ra chưa? Có hả? Có nhận sẵn lên ra chưa? Có, hướng dẫn đây, hướng dẫn sử dụng đây nha anh em. Không làm thì anh em cứ nhìn đây rồi dựa vô mà làm nha. Anh em bụp nha anh em. Còn mình bụp cái heo đó.